Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 23 tháng 6. Hôm qua là một cái phiên trading mà chúng ta thấy rằng cơ bản thị trường chạy khá là sát theo kịch bản mà chúng ta đã dự liệu, đó là cái sự suy yếu của đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục diễn. Mọi người có thể nhìn thấy DXY, chỉ số đo lường sức mạnh của đồng đô, ngày hôm qua giảm từ cái vùng 104.7 và giảm xuống rớt đến vùng 104. Cùng với đó thì lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng thật sự là đã giảm xuống. Chúng ta nhận thấy rằng là cái lực giảm ngày hôm qua thì tương đối là mạnh. Và trong cái bối cảnh đó thì những cái nhận định về cái việc đồng đô la Mỹ suy yếu và các cái cặp tiền G7 có cái khả năng tăng trưởng diễn ra khá là thuận lợi. Chúng ta nhận thấy rằng cặp tiền Euro USD có cái sự tăng trưởng khá là bứt phá, và chúng ta cũng có một cái tín hiệu mua lên ngày hôm qua khi mà cái cụm cây nến pin 3 này hình thành. Hay là cái bảng Anh thì cũng có cái sự tăng trưởng tương ứng như vậy. Chúng ta nhận thấy mặc dù không có quá mạnh nhưng sau khi forming được cái cây nến pin 3 thì cũng có cái sự tăng trả khá là bứt phá. Hay là chỉ số S&P 500 thì mọi người nhận thấy rằng là sau khi điều chỉnh giảm vào phiên Á và nửa đầu phiên đầu Âu ấy, thì đến cũng có cái sự tăng trưởng trở lại khá là mạnh vào cái đầu phiên Mỹ. Nhưng tuy nhiên khi mà cái thời điểm thị trường đóng cửa và kết thúc khi sáng nay mở cửa trở lại, cái chỉ số future thì S&P 500 đang có cái dấu hiệu giảm trở lại. Thì đâu là nguyên nhân của những cái vận động này? Về cơ bản chúng ta cũng vẫn khá là đúng với cái diễn biến của thị trường ngày hôm qua. Nhưng có một điểm mà chúng ta cần rất là chú ý, đó chính là tâm lý của thị trường có vẻ như đang chuyển dần trở lại theo cái hướng tiêu cực sau khi mà Powell có một cái phiên điều trần trước cái Quốc hội Hoa Kỳ vào đêm ngày hôm qua. Thì nội dung của cái báo cáo điều trần này thì không có gì nhiều, vẫn nói về cái tình hình chung của viễn cảnh về kinh tế, về Covid, về chiến tranh Nga-Ukraine. Nhưng tuy nhiên và cái mục tiêu chung của họ thì vẫn thể hiện về cái việc đó là đưa dần cái lạm phát trở lại cái mức mục tiêu là khoảng 2%. Thì không có gì mới cả. Nhưng tuy nhiên trong cái phần điều trần thì có hai cái nội dung mà thị trường rất là đáng chú ý. Một đó chính là cái câu phát biểu của Powell về cái việc mà cục dự trữ liên bang tăng lãi suất cũng không có thể mang giá của cái khí đốt và cái giá thực phẩm có thể giảm trở lại. Thì đây là một cái điều mà có vẻ như sẽ làm cho thị trường trở nên lo lắng nhiều hơn. Lý do tại sao? Tại vì như vậy thì Fed đã thừa nhận cái việc đó là cái công cụ mà Fed tăng lãi suất cũng chưa chắc gì đã kiểm soát được cái lạm phát hiện tại. Đó là cái lý do mà thị trường trở lên có vẻ như lo lắng nhiều hơn. Hay là cái câu phát biểu thứ hai khác nữa mà trên Forex Factory họ trích dẫn lại từ cái chuyên trang theo dõi trong cái thị trường ngoại hối là Lipswalk, thì chúng ta biết rằng là cái Powell có nói một cái câu, đó là cái khả năng cái kịch bản mà Fed tăng lãi suất có thể sẽ gây ra cái suy thoái. Thì như có nói trong các cái cập nhật gần đây trong những cái bản tin trong những buổi Zoom gần đây, chúng ta có nói rằng là cái khả năng về suy thoái của kinh tế Mỹ là có và hiện hữu khá là nhiều, và thời gian gần đây thì được truyền thông tài chính nhắc đến khá là nhiều hơn. Mọi người thì cùng đang chờ đợi một cái số liệu GDP của quý 2 được công bố. Tại vì chúng ta biết rằng quý GDP quý 1 thì đã là tăng trưởng âm rồi, và theo định nghĩa của kinh tế học thì chỉ cần có hai quý GDP tăng trưởng âm liên tiếp thì đó định nghĩa là một kỳ suy thoái kinh tế. Và do vậy cái số liệu GDP của quý 2 trở lên rất là quan trọng, và mọi người đang chờ đợi cái con số liệu đó. Nếu thật sự GDP quý 2 của Mỹ mà ra là một con số tăng trưởng dưới 0 thì chúng ta chính thức là có cái sự suy thoái kinh tế đã diễn ra, và lúc đó thì sẽ được các cái truyền thông tài chính nhắc đến nhiều hơn. Và như vậy với hai cái ý mà phát biểu của Powell đêm ngày hôm qua thì tâm lý thị trường dường như trở nên xấu hơn, và điều này được thể hiện rất là rõ trên cái thị trường chứng khoán Mỹ, cái phản ứng của thị trường chứng khoán Mỹ. Mặc dù nếu như chúng ta nhìn vào các cái chỉ số chính như là S&P 500 hay là chỉ số cổ phiếu công nghệ Nasdaq hay là Dow Jones thì chúng ta thấy rằng không có giảm nhiều, chỉ loanh quanh cái mức 0,1%. Thế nhưng mà nhìn vào sâu từng cái nhóm ngành một thì chúng ta mới thấy ra cái sự phân hóa của thị trường ngày hôm qua thể hiện rõ cái tâm lý tiêu cực. Đó là những cái nhóm ngành mà giữ được cái đà tăng trưởng thì đều là những cái nhóm ngành phòng thủ. Thí dụ như là cổ phiếu về y tế chăm sóc sức khỏe, healthcare đúng không ạ? Hay là cổ phiếu về những cái nhóm về tiện ích công như là điện, nước, ga, những cái thứ mà rất là thiết yếu thì là utility đúng không ạ? Hay là cổ phiếu về bất động sản related thì đều có cái sự tăng trưởng. Trong khi những cái nhóm ngành mà phản ánh với lại cái sự tăng trưởng của kinh tế, kỳ vọng tăng trưởng kinh tế thì giảm rất là mạnh. Thí dụ như là chúng ta có thể thấy như là cổ phiếu về tài chính financial, hay là cổ phiếu nguyên vật liệu, hay là cổ phiếu về năng lượng, những cái nhóm ngành này để giảm rất là mạnh. Mặc dù hiện tại thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy hàng hóa đang giảm khá mạnh trở lại, mọi người có thể nhìn thấy hàng hóa hầu hết những cái nhóm hàng, thí dụ như là platinum, copper, có
copper là một trong những cái nguyên vật liệu mà chạy rất sát với lại cái kỳ vọng tăng trưởng kinh tế nha, thì cũng có cái sự suy giảm trở lại. Thì điều này phản ánh hay là những cái nhóm hàng về năng lượng lương thực chúng ta nhìn thấy ra gì đây, ví dụ như là lúa mì, ví dụ như là đường, đều có những cái sự suy giảm khá là mạnh. Và tổng chung lại thì nhóm hàng về thực phẩm, về nông nghiệp, nông sản thì đều giảm, hay là năng lượng cũng giảm, hay là những nguyên vật liệu cơ bản thì cũng giảm, chỉ có được cái nhóm ngành về kim loại quý là có cái sự tăng trưởng và tăng cũng khá là nhẹ thôi. Thì nhìn cơ bản cái sự suy giảm của thị trường hàng hóa hiện tại ấy, nó vừa mang cái hàm ý một theo cái hướng tiêu cực và một theo cái hướng tích cực. Tiêu cực có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái nhu cầu của hàng tiêu dùng hàng hóa trong cái nền kinh tế suy giảm, thì nó phản ánh cái ý mà Fed phát biểu ở đây, có nghĩa là gì ạ? Là cái khả năng về suy thoái kinh tế lúc này là có chứ không phải là không. Và vì là suy thoái kinh tế cho nên hàng hóa, cái nhu cầu tiêu dùng hàng hóa thường là sẽ suy yếu, những cái nhu cầu mở rộng nhà xưởng sản xuất tiêu dùng hàng hóa, cái cầu trong kinh tế là suy yếu, và đó là cái lý do mà thị trường hàng hóa giảm. Và một cái thì theo cái hướng khá là tích cực trong cái bối cảnh hiện tại, đó là giá hàng hóa giảm thì có thể sẽ góp phần làm giảm cái lạm phát hiện tại. Thành ra nhìn vào cái vận động của thị trường hàng hóa, cùng là giảm, cùng là hàng hóa giảm, hai phiên trước đây nó mang ý nghĩa là tích cực, tại vì nó góp phần làm giảm cái khả năng lạm phát tiếp tục leo cao như chúng ta đã phân tích trong hai bản tin cập nhật gần đây, đúng không ạ? Nhưng cũng cùng là hình ảnh hàng hóa giảm của cái phiên trading ngày hôm qua thì nó lại hàm chứa trong đó cả cái mối lo ngại về cái việc là kinh tế có thể sẽ bước vào suy thoái. Và điều này thì được diễn dạy xảy ra rất là rõ thông qua thể hiện cái thị trường trái phiếu đây. Mọi người có thể nhìn thấy là lợi tức trái phiếu ở hầu hết các cái kỳ hạn thì đều có cái sự suy giảm. Có cái sự suy giảm như chúng ta kỳ vọng trước đó là bond yield nhiều khả năng sẽ có cái sự suy giảm sau khi thể hiện một cái cây nến áp lực đi xuống, một cái cây nến pin 3 khá là dài đây. Thì thực tế là bond yield đang đi xuống thật. Lúc đó thì bond yield đi xuống mang cái ý nghĩa là lạm phát kỳ vọng có thể sẽ không tăng nữa. Nhưng hiện tại thì nó còn ẩn chứa thêm cả cái kịch bản, đó là có cái khả năng về cái việc suy thoái kinh tế và dòng tiền luân chuyển ngược trở lại vào trái phiếu như là một cái chạy vào một cái lớp tài sản mang cái tính trú ẩn. Tại vì trái phiếu chính phủ thì có cái đặc tính là an toàn hơn hầu hết các cái loại tài sản khác, đúng không ạ? Cho nên là khi nhìn vào cái bức tranh lên thị trường hiện tại á, chúng ta phải hiểu cái câu chuyện mà thị trường đang kể là gì. Lúc trước thì nó mang ý nghĩa tiêu cực, nhưng lúc này không hẳn đã là tích cực, mà hàm chứa trong đó có những cái rủi ro nhất định. Và vì những cái lý do đó thì rất có thể đồng đô la Mỹ nhiều khả năng sẽ chững lại cái đà suy giảm của mình trong những cái phiên trading tiếp theo. Ở đây thì chúng ta cũng nhận thấy trên cái BH4 thì chỉ số DXY đang giao dịch, đang trading loanh quanh trong một cái range, trong một cái wave pattern ra khá là rõ, đúng không ạ? Và theo quan điểm cá nhân thì tôi cho rằng cái khả năng để cho DXY tiếp tục rớt xuống nữa sẽ khó hơn. Lý do là đồng đô la Mỹ có thể sẽ chiếm ưu thế, sẽ mạnh hơn khi mà các cái đồng tiền G7 được gọi trừ nó có cái đặc tính chung là mang tính là high risk currency, tức là những cái đồng tiền ngoại trừ đồng yên nha, thì có cái tính gọi là mang cái tính rủi ro cao hơn, có thể sẽ suy yếu song song với lại cái sự suy yếu trở lại của cái tâm lý thị trường chuyển hướng từ cái tích cực sang cái tiêu cực trong hai cái phiên trading vừa qua. Và theo quan điểm cá nhân thì tôi cho rằng DXY nhiều khả năng sẽ break out theo cái chiều hướng là đi lên nha, và trước mắt thì có thể sẽ quay trở lại cái vùng đỉnh cũ là 105.5 trước khi mà có những cái cơn giá xa hơn. Chỉ số chứng khoán cũng như vậy, như trước đó thì chúng ta từng kỳ vọng là S&P 500 có thể sẽ quay lên đến cái vùng 3.800 hoặc là 3.850, cái mức kháng cự cụ thể là khoảng 3.830, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm qua thì thật sự giá có một cái phiên có một cái sự bật lên nhưng mà cũng không đạt được đến cái ngưỡng này, và hiện tại thì lại đang có cái dấu hiệu giảm trở lại, song hành đồng hành cùng với lại cái chuyển biến trong cái tâm lý của thị trường, đúng không ạ? Và theo quan điểm cá nhân của tôi thì cho rằng là cái rủi ro giảm điểm của S&P 500 nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong những cái phiên trading tới đây. Trước mắt thì rất có thể S&P 500 sẽ quay trở lại, test lại cái vùng đáy cũ này, liệu rằng có break down luôn hay không, hay là tiếp tục duy trì được cái vùng giá 3.600 này thì chúng ta sẽ cùng quan sát. Nhưng theo quan điểm cá nhân thì trong ngắn hạn nhiều khả năng S&P 500 sẽ tiếp tục rớt trở lại cái vùng phía bên dưới này. Song song với bối cảnh điều chỉnh giảm trở lại của S&P 500 thì có thể các cái đồng tiền G7 sẽ khó duy trì được cái đà tăng trưởng mình trong thời gian tới, nhất là bộ ba các cái đồng tiền hàng hóa, thí dụ như là AUD, thí dụ như là NZD hoặc là ở USD/CAD này. Theo quan điểm cá nhân thì ba cái đồng tiền hàng hóa như là AUD, NZD và USD/CAD có thể sẽ theo cái chiều hướng là suy yếu
suy yếu hơn so với đồng đô la Mỹ nha, nhất là AUD và NZD có thể sẽ theo chiều hướng tiếp tục điều chỉnh đi xuống, chứ rất là khó để cho duy trì được cái đà tăng trưởng trong cái bối cảnh tâm lý thị trường ở xoay chiều như thế này. Trước đó thì tâm lý thị trường khá là tích cực, nhưng hai cái đồng tiền này cũng không có, ba cái đồng tiền hàng hóa cũng không có duy trì được cái đà tăng, mà ngược lại cái yếu tố như là cái yếu tố giảm điểm của thị trường hàng hóa lúc này ấy, chính là một trong những cái động lực mang cái tính dẫn dắt có thể sẽ kéo các cái đồng tiền hàng hóa này theo chiều hướng đi xuống. Vì cái lý do đó thì với cặp tiền AUD USD chúng ta sẽ ưu tiên các cơ hội cạnh bán, hiện tại cũng đang có một cái tín hiệu cho thấy rằng cái khả năng có thể sẽ tham gia vào cái vị thế bán được, và vùng giá mục tiêu là nằm phía bên dưới 0.6850 trước khi có những cái cập nhật giá xa hơn nha. NZD cũng như vậy, vùng giá mục tiêu của chúng ta sẽ nằm tại cái vùng đáy cũ, cái vùng support 0.6210, đúng không ạ? Và hiện tại chúng ta cũng nhận thấy có những cái dấu hiệu nến pin 3 cho thấy cái áp lực bán xuống đối với lại NZD USD là khá rõ ràng, và chúng ta sẽ có thể sẽ tham gia vào cái vị thế bán xuống với cái mức mục tiêu là nằm phía bên dưới này, stop loss bên trên đỉnh của những cái cây pin 3 này nha. USD CAD cũng tương tự, một bức tranh hoàn toàn tương tự đối với lại hai cái đồng tiền kia, nhưng ở theo cái chiều hướng đó là tham gia vào cái vị thế mua lên. Mức mục tiêu có thể nằm tại 1.3050 và stop loss thì đặt ở ngay dưới chân của cái bộ đôi cây nến pin 3 vừa mới forming này nha. USD CHF thì mặc dù rằng là đã thật sự rớt xuống như chúng ta kỳ vọng đến cái vùng mà 0.9550 như là chúng ta kỳ vọng, nhưng tuy nhiên thì mọi người đều có thể nhận thấy về cái mặt kỹ thuật thì rõ ràng là USD CHF đã có cái sự rút chân rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Rút chân rất mạnh mẽ, và đây cũng có thể là một cái nguyên nhân mà ủng hộ củng cố cho cái quan điểm có thể USD CHF sẽ tăng trở lại theo cái chiều hướng tăng trưởng của cái đồng đô la Mỹ, như của cái chỉ số DXY mà chúng ta vừa nói nha. Thì mọi người có thể nhìn thấy có một cái sự tương đồng, đó là trên DXY chúng ta nhìn thấy một cái wave pattern, đúng không ạ, đang nén lại. Thì ở trên cái biểu đồ của USD CHF chúng ta có một cái mẫu hình cyclical trade, đúng không ạ, một cái mẫu hình cyclical trade, tức là tạo thành một cái wave, sau đó tạo thành một cái break. Break này rất có thể sẽ là full break, tức là một cái breakout giả thôi. Tại vì chúng ta nhận thấy sau khi breakout xuống, ngay lập tức giá đã rút chân đi lên rất là mạnh mẽ. Và với cái tâm lý của thị trường chung theo chiều hướng có thể sẽ đô sẽ mạnh lên, thì rất có thể tôi cho rằng là USD CHF sẽ quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng nha. Và mức mục tiêu của chúng ta thì mức dừng lỗ của chúng ta có thể đặt tại dưới cái cây chân của cái cây pin ma này. Thị trường vàng thì chạy cũng khá là sát theo cái kịch bản mà chúng ta mong chờ, đó là theo cái chiều hướng đi lên. Mọi người có thể nhận thấy rằng là đêm ngày hôm qua vàng có một cái cây nến bật tăng rất là mạnh, đúng không? Có một cái cây nến bật tăng rất là mạnh. Và theo quan điểm cá nhân thì tôi cho rằng vàng vẫn có nhiều cái động lực để tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng của mình theo chiều hướng là đi lên. Chúng ta biết rằng là hiện tại thì cái yếu tố hỗ trợ từ đồng đô la Mỹ có thể là sẽ mất đi. Tại vì đồng đô la Mỹ trước đó chúng ta kỳ vọng giảm xuống sẽ hỗ trợ cho đồng đô, nhưng hiện tại thì đồng đô la Mỹ được kỳ vọng theo chiều hướng có thể sẽ đi lên. Thì đây là một cái yếu tố mà gây cản trở cho cái đà tăng trưởng của giá vàng. Nhưng tuy nhiên những ai mà phân tích lên thị trường nhiều á, theo dõi phân tích lên thị trường nhiều thì thấy rằng yếu tố mà chi phối đến cái hướng đi của đồng đô nhiều hơn á, của vàng nhiều hơn á, thì đó lại là lợi tức trái phiếu cơ. Thường thì vàng sẽ có cái sự tăng giảm ngược chiều với lại cái lợi tức trái phiếu này, và khi chúng ta nhận thấy cái lợi tức trái phiếu vẫn tiếp tục cái đà rớt khá là mạnh như này á, thì cho thấy cái động lực tăng trưởng của thị trường vàng có thể sẽ được duy trì nha. Lý do tại sao lợi tức trái phiếu rớt mà vàng lại tăng thì chúng ta biết rằng khi lợi tức trái phiếu rớt như này á, thì có nghĩa là dòng tiền đang luân chuyển vào cái thị trường trái phiếu, hay nói khác đi tức là giá trái phiếu đang tăng. Giá trái phiếu đang tăng, mà trái phiếu thì được đại diện cho một cái lớp tài sản gọi là safe haven, tức là safe tài sản mang cái tính an toàn trú ẩn, và đó là cái lý do chúng ta thấy rằng là vàng có cái sự tăng giảm ngược chiều với lại cái lợi tức này nha, hay là tăng giảm cùng chiều với lại giá trái phiếu, là vì cái lý do đó. Cho nên là khi tâm lý thị trường trở nên lo lắng về lạm phát á, thì lo lắng về suy thoái, lúc này không phải là lo lắng về lạm phát, mà cụ thể hơn là nên nói là lo lắng về cái suy thoái theo những cái đề cập của Powell như vậy, thì rất có thể là một cái lực lượng dòng tiền sẽ chạy vào cái thị trường vàng như là một cái lớp tài sản trú ẩn, và điều đó có thể sẽ hỗ trợ cho cái động lực tăng giá của vàng trong thời gian tới nha. Trước mắt thì chúng ta vẫn kỳ vọng vàng có thể sẽ quay lên cái vùng đỉnh cũ ở 1870 trước khi mà có những cái cập nhật giá xa hơn. Các cái chỉ số chứng khoán như là S&P 500 hay là chỉ số cổ phiếu về công nghệ thì tôi cho rằng là cái
kịch bản có khả năng sẽ điều chỉnh theo cái chiều hướng đi xuống, đặc biệt là khi nhìn vào cái sự phân hóa dòng tiền trên cái các cái nhóm ngành của chứng khoán Mỹ ngày hôm qua. Khi mà các cái nhóm ngành phòng thủ tăng như này á, nó không phải là một cái tín hiệu tốt cho cái thị trường, toàn thị trường nói chung đâu, mà đó là một cái tín hiệu xấu. Thà rằng á, là tất cả nó cùng giảm đi, thì như vậy chúng ta còn thấy rằng là có vẻ như là cái sự phân hóa dòng tiền nó không thật sự quá rõ ràng. Nhưng ở đây chúng ta lại thấy có cái sự phân hóa rất rõ ràng như này á, thì thể hiện cái đánh giá, cái nhìn nhận của người investor là rất rõ ràng. Họ chỉ luân chuyển tiền vào những cái nhóm ngành mang cái tính phòng thủ mà thôi. Còn những cái nhóm ngành mà thể hiện cái sự kỳ vọng về tăng trưởng của kinh tế cao trong tương lai á, là người ta rút tiền ra. Thì điều đó là không tốt cho cái tâm lý thị trường nói chung, cũng như là cái vận động của toàn thị trường. Thì đại diện qua như là S&P 500 theo quan điểm cá nhân trước mắt sẽ rớt về cái vùng đáy cũ 3.670 phía bên dưới này, trước khi có những cái vận động giá đi xa hơn. Thì khi tâm lý của chung của toàn thị trường xấu như vậy, thì chúng ta biết rằng là tiền số cũng chịu chung một cái số phận. Mọi người có thể nhìn thấy rằng là thị trường tiền số hiện tại cũng giảm rất là mạnh. Hầu hết những cái đồng tiền số mà trang StockChart đấy họ thống kê theo dõi á, thì đều có cái sự sụt giảm tương đối là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy không có, hầu như không có cái đồng tiền nào tăng trưởng ngoại trừ cái đồng stablecoin là Tether mà thôi. Thì Bitcoin hiện tại cũng vẫn khá là cứng, loanh quanh cái vùng 20.000. Nhưng mà chúng ta nhiều khả năng nếu như chứng khoán quay trở lại cái đà giảm điểm, thì cái vùng 20.000 này cũng sẽ không có giữ được, và nhiều khả năng sẽ quát tay quay trở lại, test lại cái vùng đáy cũ lên một lần nữa. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy rằng là trên cái biểu đồ H4 á, thì rất có thể Bitcoin sẽ quay trở lại cái vùng đáy cũ là 17.600 một lần nữa. Và nếu như retest lại trở đây, forming thêm một cái mộ nến P3 tại cái vùng second leg tại vùng này á, cùng với đó là thị trường chứng khoán chứng lại cái đà bán tháo, thì có hy vọng chúng ta sẽ có hy vọng hình thành một mình một cái mẫu hình là hai đáy ở đây nha. Hai đáy, tất nhiên hiện tại mà chúng ta tiên đoán hai đáy có xảy ra hay không thì là còn quá sớm. Thay vì tiên đoán thì nên tức là theo dõi, follow thôi. Chúng ta follow market chứ không forecast nha, chứ không đoán. Chúng ta đi bám theo thị trường chứ không đoán định thị trường. Thành ra là khi chúng ta cùng chờ đợi xem phản ứng giá, nếu như thật sự rớt về phía bên dưới 17.600 này, sau đó rút chân cover, để lại những cái mẫu nến tăng giá như là pin 3 hoặc là bullish engulfing, kèm theo đó là nhìn sang các cái thị trường liên quan, ví dụ như cổ phiếu Mỹ, nếu như nó trứng lại cái đà bán tháo hoặc là tăng trưởng, thì đó là một cái điều kiện lý tưởng để cho chúng ta tham gia vào cái vị thế mua lên. Còn hiện tại thì nếu như chúng ta mua lên lúc này thì cái rủi ro để cho giá có thể quét lại cái đáy cũ này là vẫn còn khá là cao nha. Hai nữa thì mọi người cũng có thể nhìn sang cái yếu tố khối lượng. Khối lượng hiện tại đang giao dịch, đang tăng trưởng khá là đột biến, đúng không? So với cái thời kỳ trước thì khối lượng giao dịch tiền số, không chỉ riêng Bitcoin đâu, những cái đồng altcoin cơ bản nền tảng khác á, thì cũng có cái khối lượng tăng trưởng khá là đột biến. Và đó là cái điều mà cho chúng ta có cái kỳ vọng giá có thể sẽ forming cái đáy trung hạn tại cái vùng loanh quanh, tại cái vùng 19-20.000 này nha. Tất nhiên hiện tại thì chưa có đủ cái tín hiệu để chúng ta kết luận, nhưng cái hy vọng thì vẫn đang có nhen nhúm hình thành tại cái vùng này nha. Thì trên đây là bản tin cập nhật thị trường ngày 23 tháng 6. Xin chúc quý vị và anh chị có những thông tin tham khảo hữu ích và giao dịch hiệu quả nha.